việc nha. Sẵn dắt bé đi chơi luôn. Mình đã cho đây cái nhà coi. Những cái này là mình không được mang theo trên xe máy bay nha cả nhà. Mang theo là sẽ nguy hiểm hoặc là gặp rắc rối. Người ta phạt tiền mình đấy. Đây là được hai vé máy bay. Đẩy cho mẹ coi Bibi. Đây ra đi. Đã xong giấy tờ rồi cả nhà. Mình gửi cho yên chứ mình không có xách tay nên cả nhà. Bây giờ đi tay không. Đang đứng ở máy bay ở sân bay Tân Singapore. Nên là quên. Đây là mình có hai vé. Hai bên máy bay, hai chị em từ đi Việt Nam thành công rồi, vui không? Hai chị em từ đi Việt Nam vui không? Vui không? Nè nhìn mẹ, vui không? Vui không? Nó nghe điện thoại đó, nó nghe nhạc cho nên nó không nghe mình nói chuyện. Bây giờ đi trả cái xe này. Quay. Thôi con cầm hộp gớt á, để mẹ cầm cái, để gớt mất cái rồi luôn. Mất là khỏi đi luôn. Trả xe nha cả nhà. Sướng không? Đi một người được 25kg mà mình không có mang gì á. Hồi xưa còn mẹ, còn cha, còn gia đình. Mình còn mang đồ nhiều gì mình cho gia đình. Còn bây giờ thì mình cảm thấy chán nản buồn bã và không muốn về nhà nữa. Dù cha mẹ mất rồi mình cũng rất là muốn về nhà thăm mẹ thăm cha mình, nhưng mà mình cảm thấy rất là buồn cho gia đình những người chị em đã làm tổn thương mình rất là nhiều. Mình rất là buồn nên mình cũng không muốn đi về nữa cả nhà. Nhưng mà mình định về đốt nhang ba má mình. Rồi mình đi. Chứ mình cũng không muốn ở lâu. Chán nản lắm. Buồn bã. Thất vọng. Tột cùng luôn. Buồn ơi là buồn. Không có ai chửi mắng mình cũng không có. Mình bây giờ là hồi xưa mình buồn lắm mà giờ mình không buồn nữa. Nhưng mà đừng làm tổn thương đến cha mẹ mình. Cha mẹ bệnh mà anh chị em coi thường sinh mạng của cha mẹ mình á. Mình cảm thấy rất là buồn. Thật là buồn luôn. Nên bây giờ tâm trí của mình không có muốn gặp lại ai chứ chán nản. Bây giờ mình sắp vô rồi. Mình đứng ngoài này chút thì mình đi vô là không quay phim được. Mới quay có mười mấy phút à. Ủa sao mấy phút à.
Bây giờ mình đi kiếm gì ăn không? Giờ này còn sớm đó. Ở trong có đồ ăn nhiều mà ngoài này nó ít đồ ăn nè. Thôi mình đi lòng vòng chút rồi cái mình đi ra ngoài quay chút rồi mình đi vô. Bây giờ đi thẳng vô cái cửa đó là mình đi cái gạt vô được rồi. Tại vì mình là người Singapore, mình có hộ chiếu này nè cả nhà. Hộ chiếu của mình nó đi ngang máy dễ lắm. Rồi giờ mình quay mới có 6 phút à. Mình đi ra đây chút. Bây giờ ngoài này quay ngoài đường cho cả nhà xem. Rồi mình sẽ đi vô. Tại vì mới quay có 6 phút. Mình tổn thương nhất là khi má mình bệnh đó, nằm viện đó, chị em đây quậy đó, rồi rước về là mình đau lòng lắm, mình rất là buồn, không cho mình không có cho mình tiếp tục để cho mẹ mình nằm trong bệnh viện đó, mình buồn ơi là buồn, rất là đau lòng đó. Nhưng mà mình cương quyết, cương quyết mình để má mình lại ở trong bệnh viện đó, thì mọi người làm cho mình tổn thương rất là nhiều và mình khóc rất là nhiều, mình buồn buồn bã mà kiểu như hụt hẫng chán nản. Giờ mình ra ngoài này quay cho cả nhà xem cái Terminal 4 à, nó có Terminal 4 rồi Terminal 3, Terminal 2, Terminal 1. Nó có 4 cái sân bay ở Singapore nha cả nhà. Giờ mình đi ra ngoài này mình đứng mình quay cho cả nhà xem. Ở Việt Nam Airlines thì mình thì số 2 cái get to là Việt Nam Airlines. Rồi mình đi ra ngoài đường cho cả nhà xem cái khung cảnh này nè. Ngoài đó nó nóng, nó hơi ấm. Ngoài này hơi ấm hơn ở trong này. Phía trong có máy lạnh nó mát. Cho nên thôi. Đi vô đây. Muốn đi xuống dưới coi không? Ê, xuống dưới rồi mới lên mà. Giờ đi lòng vòng đây chút là đủ giờ cái mình đi. Đi qua đi vô trong. Đi về Việt Nam lần này thì mình cũng rất là muốn đi thăm mộ ba mẹ mình, nhất định mình nhất định đi nếu có thời gian, còn không có thời gian thì hẹn lần sau. Bay Trang Nghi thì nó vậy đó cả nhà, nó sạch sẽ lắm. Đi vô. Gì? Tên gì? Quay 9 phút rồi giờ đi vô thì quay người ta không cho nên mình đứng nán đây chút.
đây này đây đi ra. Tự cầm của Quỳnh nha. Mắt nè, mắt cái gì nè. Nè, chính. Đây là cái nha. Đó. Về Singapore hiện tại. Lấy không? Chưa, remote mới được. Rồi cửa mở là con đi vô nha. Chưa mà. Chưa có open scan boarding pass. Không, scan của mình đây. Scan trên đây. Em có tên Quỳnh. Nhanh quá à. Cô ơi. Cô Quỳnh đó. Cũng làm nhanh quá đúng không? Đó đó đứng ngay mặt. À. Đúng rồi đó. Rồi vô đây nè Cam Cam. Tử Cam luôn. Rồi đi đằng kia Tâm. Tâm cái tay nè. Nè, Tâm vô đó đó. Ừ. Đó. Bây giờ tôi đi vô đó. Quay kìa.